Thưa quý vị, vụ việc cả đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên đang gây phẫn nộ trong cộng đồng những người ngày qua. Và đáng buồn, sự việc trên không phải hy hữu khi thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do bị chó cắn. Dù đã có những quy định về việc nuôi chó, nhưng trên thực tế nhiều người vẫn phớt lờ và thản nhiên thả rông chó mà không rõ mõm. Sau những trường hợp đau lòng trên, nhiều người đặt ra câu hỏi, khi chó cắn người thì liệu chủ chó có vô can hay không? Họ sẽ phải chịu trách nhiệm cụ thể như thế nào? Để bàn luận kỹ hơn về vấn đề này trong tiểu mục Chuyện tối nay ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay luật sư Nguyễn Đức Thắng, công ty luật XTVN, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn luật sư Thắng đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào chị. Vâng, câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip. Xin mời anh cùng khán giả theo dõi. Đây là hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên tử vong. Theo người dân, vào tối ngày 3 tháng 4, khi cháu bé đang chơi đùa với 6 con chó ta gần sân vận động Kim Động cũ thì bị cắn. Dù người dân đã tìm nhiều cách giải cứu cháu bé, nhưng đàn chó quá hung dữ. Cháu bé đã không qua khỏi dù được gia đình và các bác sĩ tận tình cứu chữa. Ba người lúc bấy nó ào ra. Xua đuổi đàn chó thì mới giải vây được cháu bé, thì lúc bấy là nó đã cắn cháu rất là nhiều nhát ở trên. Hai con bò nhà tôi đã phải bán thịt à. Đấy, bán chạy. Đấy. Thế chó thì của các nhà hàng xóm đến đây là cái đàn chó này nó cũng quây nó cắn chết à. Đấy rồi trẻ con thì cũng cắn 3 4 đứa rồi. Trước đó vào tháng 3 năm 2019, một em bé 9 tuổi ở Yên Bái bị đàn chó 4 con ở nhà nuôi xông vào cắn, khiến em bị thương nặng, mất toàn bộ da vùng mu, dương vật gần như cụt, bại não. Cũng trong tháng 3 năm 2019, tại xã Chi Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, một cháu bé 2 tuổi đã bị chó pitbull cắn đứt xích lao vào tấn công, phải nhập viện cấp cứu. Chỉ đến khi con vật bị đập chết, người dân mới đưa cháu bé thoát ra khỏi hàm răng của chó để kịp thời đến bệnh viện. Tháng 7 năm 2018, một em bé 8 tháng tuổi ở Ba Đình, Hà Nội bị một chú chó ngao Tây Tạng nhà nuôi cắn chết khi em bé này đang ở trong nhà. Một tháng sau đó, một người đàn ông ở Hà Nội bị một con chó giống từ châu Âu cắn vào cổ. Ông được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Bản thân tôi cũng là một người rất yêu chó, nhưng mà nhìn những cái vụ việc đau lòng như trên clip mà chúng ta vừa xem thì tôi nghĩ rằng là không chỉ có tôi đâu mà rất nhiều bà mẹ có con nhỏ thì đều cảm thấy hoang mang và lo lắng. Vậy thì không biết là với những cái trường hợp chủ chó để chó cắn người như vậy thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Theo như cái quy định của pháp luật hiện nay thì theo trong cái khuôn khổ pháp luật thì cũng đã có rất nhiều cái văn bản cũng như cái quy định để quy định về cái các cái hành vi và những cái quy định trong việc nuôi nhốt chăn nuôi các gia súc gia cầm. Thế thì ví dụ như là các cái quy định theo như Nghị định 05 năm 2007 của Chính phủ hay là Thông tư 07 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hay là những Nghị định 168 năm 2013 của Chính phủ, hay là gần đây nhất là Nghị định số 90 của Chính phủ năm 2017 thì cũng đã có quy định rất rõ ràng trong các hành vi trong cái việc chăn và nuôi các chó. Và đối với những hành vi chăn thả chó mà không thực hiện và dọ mõm, hay là không có xích hoặc là không có người dắt khi mà đưa ra những cái khu vực công cộng thì có thể bị xử phạt hành chính ở mức xử phạt từ 600 đến 800 nghìn. Vâng, bên cạnh việc xử phạt hành chính thì nếu như mà chủ chó gây ra những cái vụ chết người hoặc là tình trạng thương tật bao nhiêu phần trăm thì sẽ bị truy cứu hình sự? Để mà đánh giá việc truy cứu hình sự thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Có thể chủ chó thì có thể sẽ đối mặt với một số những cái hình phạt liên quan đến hình sự như sau. Thứ nhất là nếu trong trường hợp mà chủ chó nuôi nhốt chó đầy đủ và có thực hiện tất cả các biện pháp an toàn, đảm bảo an toàn. Ví dụ như là trong nhà có nuôi chó, tuy nhiên là cũng đã xích hoặc là có tường rào bảo vệ để chó không đi ra ngoài. Ngoài cổng có thể là có những biển thông báo là chó giữ, tuy nhiên là do vô tình mà chẳng hạn cái người bị hại có thể là bị chó cắn, thì có thể là chủ chó cũng chưa đến mức bị truy cứu. Tuy nhiên là đối với những trường hợp mà vi phạm, mà đặc biệt như cái vụ việc gần đây của cháu bé 7 tuổi đấy, thì chúng ta nhìn thấy luôn ở đây là thứ nhất là với một cái số lượng đàn chó lên hàng chục con, và cái đàn chó này thì đây không phải là lần đầu tiên mà nó có hành vi cắn người.
Ngoài ra thì cũng theo như cái phản ánh từ các cái phương tiện thông tin thì tôi đọc được thì có thấy là còn cắn chết cả những cái động vật và các gia súc khác ở quanh khu vực. Các cái người dân xung quanh thì cũng đã có những cái thông báo đến chủ của đàn chó. Thế tuy nhiên là chủ đàn chó thì cũng không có một cái biện pháp gì cả. Thế thì chúng ta thấy ở đây luôn là cái ý thức của chủ quan của chủ đàn chó ấy, thì nhận thức được về cái việc là cái đàn chó của mình có thể gây hại cho xã hội, đúng không ạ? Thêm vào đó thì trong cái quá trình mà nuôi nhốt hàng ngày thì chủ chó không bao giờ xích hoặc là theo như phản ánh của người dân là cho ăn thịt sống, vì vậy là đàn chó rất là dữ. Vậy là chúng ta có thể nhìn thấy là chủ chó có thể đánh giá được cái hành vi và nguy hại cho xã hội. Tuy nhiên là vẫn để cái đàn chó thả rông như vậy. Thì thực ra để mà đánh giá về tội danh thì chúng ta còn phải cần chờ đầy đủ cái kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên là dựa trên những thông tin sơ bộ như vậy và trên quan điểm cá nhân của tôi thôi, thì tôi cho rằng là chủ chó có thể phải đối mặt với tội vô ý làm chết người. Vâng, và với tội này thì khung hình phạt sẽ như thế nào ạ? Đối với tội này thì khung hình phạt có thể là bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm hoặc là cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Vâng, tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều người có hàng xóm hoặc là những người sống xung quanh có nuôi chó giữ, và tôi nghĩ rằng cũng không ai mong muốn là đợi để đến lúc chủ chó bị phạt hay là bị xử lý hành chính, thậm chí là cả hình sự nữa. Vậy thì trong trường hợp là nếu như xung quanh nhà mình có những cái đàn chó giữ như vậy thì liệu những người sống xung quanh có cách nào đó để có thể tự bảo vệ bản thân hay không ạ? Thực ra thì cái vấn đề này nó là một cái vấn đề tồn tại của cái xã hội Việt Nam thôi, đặc biệt là ở những cái vùng nông thôn Việt Nam. Bởi vì cái thói quen mà nuôi chó hay là nuôi mèo trong gia đình ấy, và không được dọ mõm hay là không được xích theo những cái quy định của luật hiện nay ấy, thì cũng có rất nhiều người là cũng kể chính những người nuôi là do vô tình thôi, họ cũng không nắm được những cái quy định của pháp lý, khung pháp lý như vậy. Cũng như vậy thì đối với những người không nuôi chăn nuôi chó, tuy nhiên là có thể gặp những cái tình huống bị chó cắn, nhưng chúng ta cũng không có một cái biện pháp ứng xử phù hợp để mà đảm bảo an toàn cho người khác. Đấy thì tôi nghĩ rằng là đối với những cái câu chuyện này thì cần một cái sự vào cuộc của cơ quan nhà nước để xây dựng một cái văn hóa của người dân, để giúp người dân có thể hiểu biết hơn trong cái quá trình mà nuôi nhốt, cũng như là có những cái biện pháp xử lý mà đúng mức theo như cái quy định hiện nay. Ví dụ như là các cái cơ quan nhà nước cũng sẽ phải lập những cái sổ theo dõi các cái động vật nuôi để chúng ta có thể quản lý, và từ đó thì sẽ phát hiện những cái hành vi và vi phạm của các chủ nuôi chó trong việc là không tuân thủ cái việc nuôi nhốt rồi dọ mõm để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh. Không biết là anh Thắng có tìm hiểu những quy định về việc xử lý khi nuôi chó ở nước ngoài như thế nào không, và chúng ta ở Việt Nam thì có thể học tập được gì từ họ? Khi mà đối chiếu với các cái quy định của nước ngoài ấy, thì tôi thấy ví dụ như là mô hình ở Singapore chẳng hạn, thì các cái gia đình nuôi chó sẽ buộc phải gắn chip để cơ quan nhà nước có tiện trong việc quản lý, hoặc là triệt sản chó. Và cái có một cái điều quan trọng nhất là có đâu đó nó sẽ khác biệt với cả Việt Nam, tức là những cái gia đình muốn được nuôi chó thì chúng ta phải thực hiện đăng ký với nhà nước, sau đó chúng ta mới được nuôi chó. Còn ở Việt Nam thì các gia đình là vẫn được nuôi chó, sau đó là nếu cơ quan nhà nước có hỏi thì chúng ta sẽ thông báo với cơ quan nhà nước là về việc nuôi chó. Tức là tôi thấy là nó hai cái quan điểm nó khác nhau. Đấy thì để mà nâng cao cái đảm bảo an toàn và cái nâng cao cái tính hiệu quả của pháp luật ấy, thì tôi nghĩ rằng là đối với mô hình như của Singapore như vậy là rất hiệu quả trong việc là các gia đình là phải đăng ký, sau đó mới tiến hành nuôi. Hoặc ngoài ra ví dụ như là ở Anh thì cái việc nuôi chó và cũng các cái quy định về việc nuôi thả chó cũng rất là rõ ràng. Ngoài ra thì họ cũng có những quy định có thể là thấy là chặt chẽ hơn cả quy định của Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là người nuôi chó thì buộc phải xích chó hoặc là nhốt trong chuồng, ngay cả kể cả là sẽ bị xử phạt, ngay kể cả là thả chó ở trong nhà cũng bị xử phạt. Hoặc là như tại Mỹ thì những cái quy định nó rất là rõ ràng, và người ta cũng sẽ xác định luôn đối với những cái giống chó mà xác định được là chó giữ thì những cái điều kiện nuôi sẽ phải đăng ký và rất là ngặt nghèo. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Thắng ngày hôm nay đã đến với Trường Quay Chào Buổi Tối và có những chia sẻ rất cụ thể dưới góc nhìn của một luật sư. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.